Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì anh đủ tiêu chuẩn rồi đó, đủ chỉ tiêu, đạt chỉ tiêu rồi đó, đi ngủ là được rồi ha. Thì thật ra thì tôi cũng tới giờ tôi đáng lý là tôi cũng rời rung rồi, nhưng mà qua cái câu chuyện của đồng đạo Tịnh Thiền đó, cái này không phải mình nói cái tôi ở đây, nhưng mà đây là cái câu chuyện thật. Quý vị thấy trong rung mình đó, thường thường á, Ninh Kiều với cô Sông Nước có mời bác Bảy Điền Minh đó. Đây là cái câu chuyện thật của tôi và ông Điền Minh, là tại vì đó tôi và bác Bảy Điền Minh đó đi vượt biên bằng một chiếc tắc rán. Tôi nói này chắc ông nghe, mà bữa nay sao ông không chưa ông hồi nãy ông có mặt mà ông rồi khuya rồi ông đi ngủ, chưa biết ai liều mạng hơn ông này á. Thiệt, đi vượt biên trên chiếc tắc rán 10 người, tổng cộng có 10 người thôi, mà ngồi trên chiếc tắc rán đó thì có thể để cái tay không cần gió là mình khoát nước mặt biển, khoát nước biển giống như là mình giỡn với mấy con cá mập được rồi. Cái tay mình chỉ cần không chần chờ mới đó, thò tay xuống là đụng nước rồi. Ông đem theo ba canh xăng, hai cái bọc nước và mấy ổ bánh mì. Trên xe không, ở trên tàu không có một cái dầm, không có một sợi dây, không có một cái xào gì hết trơn. Đi, ông tính á, là chạy ra là một đêm là tới ngoài hải phận quốc tế rồi, là mình ra đó là có tàu nó rước mình ngon lành, giống như nó rước mình đám cưới, mình nó rước đám cưới. Chúng tôi đi một đêm, từ sáng sớm đi tới 12 giờ đêm sau, gần như đêm đó, tức là một ngày trời thôi. Thì đang đi như vậy thì nó trời tối om thôi, thì tự nhiên cái nó phật một cái lên, nó sáng rực cái trơn, thì mới thấy rõ ràng là cái chiếc tàu của mình, cái chiếc tắc rán của mình nó lọt vô giữa cái dòng của các cái tàu biển của Thái Lan, tàu đánh cá Thái Lan chung quanh mình hết trơn, mình lọt vô nào mình không hay. Mà đi chiếc tôi quên nói, chiếc tắc rán này cái máy của nó đó là máy BX9 để ở ngoài đó, đặt ở sau đuôi đó, giống như mình gọi là máy đuôi tôm đó. Khi mà chạy ngang qua Phú Quốc, không, khi ngang qua cái Sóc Xoài, ông bận quần cục, ông áo thun, ông làm giống như ông đi chợ sớm vậy đó. Thì ngang cái đồn công an biên phòng đó cái thì là tắt cái máy, thật sự là không phải tắt máy mà tốt cái máy cho nó nổ nhỏ thôi, nhưng mà cái trớn nó vẫn còn lướt 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 tới cái chừng chạy ngang cái đồn công an đó, thì là giọt mạnh lên nổ máy lên chạy ra. Tại vì từ cái đồn biên phòng đó cho ra tới mặt biển ngoài biển có chừng 200 thước thôi, thành ra quẹo. Nhưng mà thật sự là mấy mấy ổng nghĩ là chắc là cũng không sống được đâu chứ chiếc tắc rán này. Nhưng mà tôi chạy ngang qua tới Phú Quốc thì bên kia mấy ổng mới là có một chiếc tàu biển chạy tâm ngang ra chặn đầu mình đó. Thành ra là thay vì mình chạy đang đi chạy về hướng Tây chẳng hạn thì là phải quẹo, chứ mình chạy thẳng tới thì mình ngay chân mấy ổng rồi, cho nên là mình phải quẹo mặt chạy. Thì mấy ổng chạy theo. Cái điều này tôi muốn kể chuyện là chỗ này đây, một một trong điểm điểm đầu tiên là chỗ này đây. Mấy ổng chạy theo đâu khoảng chừng hơn tiếng đồng hồ thì mấy ổng kêu mình nghe cái tiếng kêu của mấy ổng, kêu ngừng lại ngừng lại ngừng lại, mà không biết có cái gì lạ. Đặc biệt là cái ông Bảy Điền Minh này, ông đem theo một cái bức tượng bằng đồng, tượng Phật bằng đồng, thì để ăn trước mà để ôm trong lòng thôi chứ đâu có mui đâu mà để chứ tắc rán mà mui gì. Chạy mấy ông chạy theo hơn 1 tiếng đồng hồ, tiếng kêu thì nghe đó, nhưng mà tại sao đuổi hoài không kịp, là tại vì lúc đó là tất cả anh em trong ghe đó đó. Tôi khuyên mấy cháu nó, bây giờ tôi với ông là lớn tuổi nhất, cho nên là khuyên niệm Phật đi, niệm Phật. Chạy chừng hơn 1 tiếng đồng hồ tự nhiên mấy ông bỏ, mấy ông không trượt nữa, thì mới là chạy ra tới ngoài ấy đó, ra ngoài giữa cái hải phận đó, là
đèn sáng rực lên đó, chung quanh đèn sáng trưng hết trơn, thì chừng đó mình mới thấy nó mới là có một cái thằng chủ tàu đó, nó đứng trên nó kêu, mà nó ban đầu nó sáng chăng mình không thấy đường, nhưng mà lần lần thì mình quen dần với ánh sáng, nó ngoắt mình lên, đi lên với chiếc tàu đó, tàu đánh cá của Thái Lan, có 10 người trên ghe, thì có một cháu gái, lúc đó là cháu gái này cũng khoảng 20 mấy tuổi, thì là ông Bảy Điện Minh này ông ôm cái tượng ông Phật được đi trước, rồi kế tới tôi, rồi 8 người sau còn đã đi lên. Quý vị có thể tưởng tượng đưa lên rồi nó, mình tưởng đâu gặp hải tặc cướp biển rồi, thì nó kêu, thì thằng thuyền trưởng nó thấy ông Bảy ông ôm cái tượng Phật bằng đồng đó đi lên, cái thì nó lại nó xá cái tượng Phật đó, rồi cái nó mới cầm hai tay cái tượng Phật đó, mới nó đặt trên cái mui của nó, cái chỗ cao nhất của nó đó, cái trước cái chỗ mà cái trên cái mui đó, nó đặt trên đó, rồi cái nó mới kêu mấy người lên hết. Quý vị biết gì xảy ra không? Nó rọi đèn xuống với chiếc tắc ráng, rồi cái nó mới lắc đầu, nó mới thòng dây xuống, nó kéo cái, trước khi nó kéo lên thì nó kêu tôi với ông Bảy lại, ông nói nó chỉ, thì rõ thì ra là nếu mà mình không có, nó không có kêu mình lên đó, thì mình đi chút xíu nữa mình chết hết rồi, là tại vì ông đóng thế nào không biết mà nước nó vô ở dưới, nó bị nước chảy vô rồi, nó chỉ thấy nước trào vô mới nó chỉ, nó mới kéo lên trên, mới cho ở trên đó sống với nó 5 ngày 5 đêm ở trên đó, rồi nó mới chết chai lại, nó lấy đinh nó đóng, nó làm đủ thứ hết. Nó sau khi nó làm cá xong rồi đầy ghe tàu nó đó, nó chạy một mạch từ đó cho tới một cái địa điểm khác, sáng từ 6 giờ tối này nó chạy cho tới khoảng chừng 8 giờ sáng hôm sau, nó chạy, nó mới chỉ, nó nói từ đây đó mày chạy về hướng đó đó, chừng 4 tiếng đồng hồ mình sẽ thấy có một cái chiếc xà lan chính giữa, nó sẽ cứu mày. Thì lúc bây giờ nó mới là cho tàu xuống, rồi nó chét chai là hết vô nước rồi nó mới cho cơm gạo, rồi nó cho cơm thôi, rồi nó cho dầu thêm để mà chạy đâu khoảng 4 tiếng đồng hồ, sao không thấy đâu, thấy trời đang trăng mây nước không à, không thấy gì hết. Mà lúc bây giờ tôi mới nhìn thấy trên mặt trời đó, thì lúc bây giờ đó là khoảng 12 giờ mấy, gần 1 giờ trưa, tôi thấy tại sao là mặt trời lại nghiêng về cái hướng mình đi, ngược về cái hướng mặt trời. Tức là mình nếu mà 1 giờ thì mặt trời lặn về hướng Tây, mà mình Thái Lan thì nó nằm ở hướng Tây của nước Việt Nam. Mà tại sao lại quay mình đi về ngược, tức là mình đi về hướng Đông, tức là mình đi ngược trở về Việt Nam nữa rồi. Cái thì tôi mới hỏi cái anh tài công, anh hồi đó anh là hạ sĩ của Hải quân, hỏi vậy với anh đi chạy sao kỳ vậy? Anh nói tôi chạy đúng mà. Tôi nói sao đúng gì kỳ vậy, đúng mà sao mặt trời giờ này đang lấy hướng Tây mà anh chạy về hướng Đông này sao đi ngược về rồi. Thì trên ghe bây giờ quyết định là bị không có la bàn, không có gì hết trơn á, không có gì hết trơn rồi, không có gì hết. Nói là thôi giờ tạm thời là đừng có chạy nhanh nữa, bây giờ mình giữ cái hướng thôi, để mình coi có tới 2 giờ chiều mặt trời hướng nào thì mình chạy theo hướng đó. Thì quả tình khi mà 3 giờ thì mặt trời nó mới rõ ràng là ngược cái hướng mà mình đang đi. Cho nên bây giờ đồng ý quay ngược trở lại đi về hướng mặt trời đó. Đi thêm đâu khoảng chừng hơn 2 tiếng đồng hồ nữa, thì bắt đầu là cái trời á, đường đi như vậy đó, thì là ông đem theo có 3 cái buji thôi, có 3 cái buji, 3 cái buji với lại hai cái gì, cái trong chống cái con vịt đằng sau đó, cái cánh quạt để mà nó cho mình cho nó chạy đó, cái chân vịt đó, nó đem theo, ông đem 2 cái thôi, thì nó bị hư buji không chạy được nữa. Thì nó đường phập phèo ở trên sông nước, sóng nước của ngoài giữa biển vậy đó. Mà mây đen thì kéo kình kịch tới rồi, mà không thấy bờ bến gì hết trơn trời. Quý vị nghĩ coi, trên ghe như vậy không có một cái xuồng, không có một cái gì hết. Bây giờ bắt đầu niệm Phật. Thấy trời giông gió tới mà lại chết máy nữa. Thì bắt đầu niệm Phật. Niệm Phật cái thì thấy bên, tức là trước mũi xuồng của mình á, khoảng chừng 10 thước thôi, có một cái sợi dây luộc nó đương phập phèo ở trước mặt của mình á. Cái mới là lấy cái ghế, cái mấy tấm dáng mà mình kê mình ngồi đó,
chứ đâu có gì, cái đâu có dặm chèo gì đó. Mới bơi tới để mình vừa xách cái chớp được cái chùm dây luộc đương mà trôi mà nó phèo phèo trên biển đó đó, thì là trước mũi xuồng của mình, là trước ngay cái trước mũi xuồng thôi, khoảng chừng 15 thước, 10 thước vậy thôi, khoảng đó thôi, không tới 20 thước nữa, có một cái chùm trà từ dưới biển nó nhô lên, một cái cành cây giống như là bây giờ quý vị nghĩ giống như cái tàu dừa vậy đó. Cái tàu dừa nó từ ở dưới giữa biển, mà tại sao không có cái tàu dừa nó ló lên trên mặt biển vậy đó. Cái thì là mới cầm sợi dây đó, mới là bơi tới buộc vô cái cành cây đó. Cái cành cây nó giống như cái giống cây trà, một cây một thôi, không có nhiều, không phải nguyên cái đống trà đâu. Buộc vô trong đó, vừa buộc vô trong đó rồi thì là bắt đầu giông gió ầm ầm suốt một đêm. Mỗi một lần mà gió mà nó lượng sóng đánh ánh đó ập tới một cái thì là nước không ở trong ghe, thì thay phiên nhau để mà tát. Thì tôi đó, thì lúc đó là tôi ở tù về, thì lúc đó còn ốm lắm, thì sức khỏe cũng không khá, cho nên là mấy anh em trẻ nó tát. Còn tôi đó thì tôi mới là bị, đúng là bắt đầu trời tối rồi, tôi mới là đốt xé quần áo đó, mình nhúng dầu đó rồi mình buộc vô cái cây để mà đốt lên, để mà cho nó thấy tàu nào mà nó thấy mình đốt lửa vậy rằng đó là nó cứu thôi. Nó thì tôi xé, tôi đốt như vậy, đốt là hết nó tắt rồi, đốt như vậy liên tục suốt một đêm. Thì cho tới lúc mà gần lúc khuya rồi đó thì nó mỏi mòn quá rồi, không còn hy vọng gì. Cái bốn đứa con của cái ông bảy này nó khóc rùm trời hết trơn rồi. Trong đó có một cái cháu đó cũng đi theo chung với tôi, nó cũng khóc luôn. Hai cha con của anh Tài Công cũng ôm nhau khóc luôn. Ông bảy ông nói thôi, tụi con có ăn gì ăn đi chứ là hết trông mong gì rồi. Và nó khóc ồm lên hết trơn. Nhưng mà cũng may là tôi lúc đó tôi tỉnh. Tôi mới nói bây giờ đó, mấy người đừng có khóc lóc nữa, khóc lóc không có đem lại cái lợi lạc gì hết á. Giờ chỉ có niệm Phật thôi. Mình niệm Phật đi, niệm rồi niệm Quan Thế Âm đi. Nhìn thiếu, nếu mà Quan Thế Âm mà linh hiển đó thì phù hộ độ cho mình được tai qua nạn khỏi. Còn nếu mà không có, nếu mà rủi đi nữa mà mình chết á, thì mình cũng trước khi chết mình cũng biết niệm Phật rồi, cái đó nó còn có lợi hơn là bây giờ khóc lóc nó không có đem cái lợi lạc gì hết á. Thì tôi khuyên như vậy thì anh em không còn khóc nữa, và bắt đầu niệm Phật và lo tát nước, cứ liên tục tát nước. Khóc thì khóc nhưng mà vẫn tát nước, bởi vì mỗi một lần sóng vô là nó ập vô cái là chìm là đầy nhóc trong chiếc tát rắn, là phải tát liên tục. Như vậy đó mà chịu cho tới đâu 6 giờ sáng. Hết mưa. Thấy trời sáng ra mà hết mưa mà mình vẫn còn ngồi trên chiếc ghe. Quý vị nghĩ như vậy thì ai đã cứu mình đây? Bây giờ giả sử nếu mà không có sợi dây đó thì chết không? Còn chút nào sống không? Không cách gì sống được. Mà nếu giờ có cái chùm dây đó mà không có một cái cây trà, một cái cây mà là giống như là cái cây mà cái dừa nó, một cái cành dừa đó nó nhô lên như vậy để mà mình làm cái chỗ mà tựa, để mà mình buộc sợi dây đó, để mà mình nắm cái tàu, chiếc tắc ráng của mình nó đừng bị trôi trong đêm nó vậy đó, thì là còn sống nổi không? Như vậy thì là ở đâu mà có cái chùm dây luộc đó? Ở đâu mà có cái chùm trà đó? Quý vị nghĩ coi, ở đâu vậy? Rồi tảng sáng hôm sau, máy thì chết, mà suốt một đêm mình đốt lửa như vậy không có thấy tàu nào đi ngang hết. Cho nên là cuối cùng bây giờ mới quyết định là thôi giờ thả trôi nó đi thôi. Lúc đó là 9 giờ sáng rồi, thả trôi. Chứ giờ không biết làm sao hơn, bây giờ thả trôi đã có thể hy vọng ra nó ra khỏi cái vùng này mới gặp tàu cứu được chứ. Thì trong khi mà trước khi quyết định thả trôi đó, thì tôi có đề nghị là đưa mấy cái buji chết đó cho tôi. Rồi tôi đâu có cái giấy nhám gì đâu, mình cứ lấy mà xé quần xé áo rồi mình để mình chùi thôi chứ không có giấy nhám gì hết đó. Rồi chùi, nhưng mà tôi nói là cứ chùi, tôi chùi cái nào rồi tôi cứ giật máy đi. Rồi tôi cứ niệm Phật, tôi cầu nguyện ơn trên cho Đức Thầy, cũng như là tôi nói thật với quý vị có một điểm nữa là tôi tin tưởng là thế này nè.
Xin lỗi anh em mình nha. Khi mà tôi đi tù mà tôi bị hỏi cung múc, tôi vừa nhìn lên thì trước mặt tôi cái anh cán bộ đã hỏi tôi đó, tôi thấy cái chân dung, thấy hình Đức Thầy ở trên đầu của anh đó, lúc nào tôi cũng thấy đó. Cho nên chính vì vậy mà khi mà tôi trả lời rất là bình tĩnh, không có gì, tôi không có sợ sệt gì hết. Thì tôi nhớ tới cái điểm đó mà tôi cứ khuyên anh em đó là tôi cứ niệm Phật cũng như tôi giái Đức Thầy hậu độ. Thì đâu khoảng, bây giờ tôi nói mà tôi rất là xúc động quý vị, chừng nửa tiếng giật hoài nó không có hơi hám gì hết trơn. Tôi nói đừng có nản, cứ giật hoài đi, giật đứa này mấy cháu mà đứa này mệt thì đứa khác thay phiên nhau giật. Thì giật ban đầu nó nổ được tạch 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 hai ba cái nó nhóng máy lên cái nó chết. Mà chết rồi cái thì nó đóng chấu là thì đâu có giật nữa đâu, nó mở ra đưa tôi chùi nữa. Sau đó tôi mới nói là bây giờ đó mình đã ở đây mình không có hy vọng gì đi xa nữa đó, mà mình chỉ giữ làm sao đừng cho nó chệch hướng đi về Việt Nam thôi. Mình cứ lần chừng đi là may ra có tàu vớt thôi. Thành ra là mấy cháu là chạy đừng có gấp kéo cái ga lớn nha, chứ cho nó chạy nó nổ rồi để nó từ từ nhiều khi nó nóng được cái buji này nó sẽ chạy lên. Như vậy đó mà khoảng liên tục chừng một tiếng đồng hồ sau đó thì nó bắt đầu nó chạy được. Và thì cũng vậy đó, nó không kéo cái ga lên lớn, nó nổ chậm, lần thì nó chạy được. Nó chạy với cái tốc độ cũng chậm nhưng mà chạy được. Lúc bây giờ trong bình xăng đó còn có 1/4 một cái canh xăng thôi, hết xăng rồi. Thì bây giờ không biết làm sao hơn. Bây giờ tôi nói là thôi bây giờ mình cố gắng mình chạy tới đâu hay tới đó thôi, chứ bây giờ không còn biết sao, mình niệm Phật thôi. Quý vị có thể tưởng tượng là trong cái đó, những người đi đó là 8-10 người tất cả, mà ông Điền Minh là lớn tuổi nhất, ông lớn hơn tôi 12 tuổi. Tôi là cái người kế đó, còn bao nhiêu là mấy em trẻ không, con cháu không. Mà tôi ngồi tôi niệm Phật mà tôi tự nhiên tôi thấy đằng trước cách đó không biết bao xa, tôi thấy có một đốm trắng giống như một chiếc thuyền. Tôi chỉ tôi nói, có một chiếc thuyền kìa, đằng trước mặt mình đó, mấy ông cô mấy cháu có thấy không? Ông Bảy Điện Minh, ông không thấy là đương nhiên rồi. Mấy đứa nhỏ nói, dạ tụi con đâu có thấy, chú thấy chứ tụi con đâu có thấy đâu. Mà tôi thấy, tôi nói tôi thấy rõ ràng, có cái chiếc thuyền đó. Bây giờ chạy thẳng tới đó đi, thì may ra có cái chiếc thuyền đó. Quý vị biết chạy 2 tiếng đồng hồ sao? 2 tiếng. Mới thấy một cái chiếc thuyền nó nằm trơ giữa biển mà không có hình, không có một cái dàn lưới nào chứng tỏ rằng cái tàu đó là cái tàu đánh cá hay không phải. Nó nằm còi cọc nó giữa biển vậy thôi. Thì khi mà chạy thêm chừng nửa tiếng, nửa giờ nữa đó thì mới thấy nó. Thấy chiếc tàu đó. Thì bây giờ bắt đầu là không còn miếng xăng nào hết rồi, còn chút xíu trong cái bình đó thôi chứ trong canh là hết rồi. Nói bây giờ thì thôi, bây giờ thấy chiếc tàu đó nó đậu đó, bây giờ mình cứ ghim ngay vô đó thôi. Thứ nhất, nếu mà nó gặp cái người tốt thì mình sống, thì nó cho mình nương náu với nó, mình nắm cái tàu của nó, mình lên tàu nó mình sống. Còn nếu không thì mình gặp hải tặc mình chịu thôi, chứ bây giờ không cách gì mà trốn được hết. Thì ghim lại chạy vòng đầu 2 vòng cái, ở trong có một cái anh nó ló cái đầu ra. Thấy con thằng ló đầu ra, cái nó ngoắt mình, ngoắt. Thì giờ mình phải ghim ngay lại thôi, mà thấy nó có một mình cũng bớt sợ nó đi lên. Thì ra đó là một cái anh đó là cảnh sát biển của Thái Lan, ảnh cái bổn phận ảnh hình như là ảnh canh chừng ở cái hải giới gì của ảnh á, cái biên giới mà cái hải phận của ảnh á. Thì ảnh kéo ảnh cho mình lên trên tàu của ảnh, mà tàu ảnh cũng nhỏ chứ không có lớn gì nữa. Là sống với nó từ khi mà vô trong đó rồi cái thì là nó kêu máy lên, trong ghe của nó nhỏ nhưng mà máy móc không, nó mới kêu máy tới thì mấy cái tàu đánh cá khác nó tới ào tới, nó mới cho cơm cho gạo rồi cho cá mắm này kia ăn, rồi cái thì cho nó cho phân phối mình lên sống chung với mấy tàu ở trên mà tàu đánh cá đó. Nó cũng 5 ngày làm xong siêu rồi nó mới chạy mình tới gần cái dàn mà có cái xà lan để mà rước người đó. Thì thấy một cái chiếc tàu của quốc tế, cái chiếc tàu của Liên Hợp Quốc á, nó mới cho ủy ban mà cái Liên Hợp Quốc nó mới là ra dấu ra sao không biết, thì nó mới chuyển cho tụi tôi lên chiếc tàu kia đi về lên xà lan.
Tôi kể cái câu chuyện này để tiếp nối câu chuyện của anh Tịnh Thiền hồi nãy đó. Có những cái điểm mà ở trong mình không ở trong cuộc, mình sẽ không thể nào tin được. Cái đó là cái đức tin của mình đó. Nó linh ứng, nó linh nghiệm vô cùng cái chỗ đó. Thành ra là thầy mới nói là chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình đó. Đó là rõ ràng có thật là như vậy. À, mà cứu trời Phật cứu mình bằng những cái phương tiện, mà bằng những cái cách mà mình không thể ngờ được. Cho nên quý vị có nhớ là trong khi mà tôi chia sẻ đó, tôi có nói là những cái hóa thân của các bậc Bồ Tát đó, của chư Phật Bồ Tát, không phải là lúc nào cũng là phải chớp chớp nhán nhán hào quang đỏ rực trời, không phải đâu. Mà nhiều khi nó là một cái cành cây, một cái con cá kình, một tấm dáng, hay là một cái phương tiện nào đó, để hoặc là mình đang đi giữa đường mà mình gần bị tai nạn xe cộ, cái tự nhiên đó là có cái người nó là chạy ngang hất đụng hất mình vô đường để mình khỏi bị xe cán chẳng hạn. Hoặc là có những cái người mà cái này có một số người có trường hợp này xảy ra nè, nhất là ở miền Tây. Miền Tây mình có cái thói quen là mấy cái người mà gặp mấy con rùa đó hay mua về vừa rồi cái phóng sanh. À, thì có cái trường hợp cái người đó cũng quen với tôi, gốc ông ta cũng là người sĩ quan của Phật giáo Hòa Hảo. Thì ông ta đi chợ bữa đó là mua một cái con, ra chợ thấy một con rùa cái ông ta cũng mua nhưng mà không ăn, khắc cái trên cái lưng á, khắc cái tên của ông thôi, khắc chữ nhỏ thôi, lấy cái dao khắc nhỏ thôi. Rồi cái ông mới thả đi, ông thả, mà ông thả dưới sông nha. À, ông thả dưới sông ở đàng hoàng á, chứ không phải là ông thả trong ruộng đâu, ông thả dưới sông luôn. Mà sau này ông thả là thả cái vùng ở trên Hòa Hảo á. Mà kỳ đó ông ta xuống ông làm ở cái tiểu khu Kiến Tường, tức là Mộc Hóa đó. Thì bữa đó ông đang đi từ Sài Gòn ông về vô trong cái kiến vô cái tỉnh Kiến Tường. Thì cái đường đó hồi xưa bị phục kích với bị mìn nhiều lắm. Ông đang chạy cái ông thấy có một con rùa bò ngang đường. Thì ông này có cũng cái lòng từ tâm của ông, có ông thương vật, ông mới ngừng lại, ông mới sợ cán con rùa đi, ông kêu tài xế ngừng lại. Ngừng lại thì lúc đó có một cái chiếc xe đò nó lại chạy ngang qua. Ông ta vừa ngừng lại thì là ông ta đậu ngừng gần cái con rùa đó, ông ta cho ông xuống, ông cầm con rùa lên đó. Thì ông thấy trên lưng là cái tên của ông, hồi đó ông cắt tên trong đó. Thì ông vừa cầm lên, ông thấy ông đang ngạc nhiên tại sao mà mình thả con rùa ở bên Hòa Hảo, cái sông Hòa Hảo mà bây giờ lại nó qua tới mấy cái con sông bên kia, qua tới bên Kiến Tường, bên Cõi Kiến Phong bên kia mà. À, cái ngạc nhiên lắm. Mà ông nhớ hồi đó ông thả lâu lắm rồi. À, thì ra nhờ con rùa đó, ông ngừng lại đó mà ông không bị nạn, trong khi chiếc xe đò qua mặt ổng đó chạy tới thì bị một trái mìn và bị một số người trên xe đó phải chết và cũng như bị thương rất là nhiều. Thành ra là quý vị thấy tại sao mà ngay cái giờ phút đó mà cái con rùa nó lại bò ra. Cái đó phải là con rùa không? Hay là cái gì đấy? Thành ra những cái điều này là những cái mà bí ẩn, mình không thể nào mà giải thích được hết. À. Thành ra chính vì vậy mà bây giờ đó tôi nói thật, cái đời của mình đã trải qua quá nhiều rồi. Có được có mất có rồi được rồi nhắm cũng rồi đó có rồi không rồi có rồi không rồi có đủ thứ hết rồi, gặp những cái điều mà nó cũng linh nghiệm như vậy đó. Ngay cả anh Tịnh Thiền anh cũng thấy, anh kể cái vụ mà đi tai nạn đó tôi biết đó, tôi có đi thăm ảnh mà. Từ ở Washington DC ảnh chạy xuống ở bên Georgia, tiểu bang khác, ông chạy qua Cali này chứ không đâu đó, ông qua bên đây nè. Ông chạy ông bị tai nạn xe đó, tanh banh xe hết trơn. Mà già vậy chứ không sao hết á. À, bữa đó tôi có đi thăm ảnh, tôi thăm ảnh. À, thành ra là chúng tôi không hề nói những cái để mà nó mê hoặc hay là nó quyển hoặc, nhưng mà đây là những cái kinh nghiệm có thật. Mình đã có gặp ngay trong cái đời sống của mình rồi. Thành ra là những cái điều đó chúng tôi cũng xin san sẻ để cho anh em đồng đạo chúng ta
anh em đồng đạo chúng ta thì cũng tu hành, chúng ta đã tin rồi, nhưng mà chúng ta thấy rằng có những người đã gặp được cái đó. Rồi bữa nay tôi định đi ngủ rồi đấy chứ, nhưng mà nghe anh Tịnh Thiền kể cái chuyện này thì thôi tôi cũng, cái này tôi cũng trước đây cái room này đó, hồi trước đó, 6-7 năm trước có kể rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ ở trong này nhân anh em trong này cũng có những người mà chưa có nghe, thành ra tôi cũng kể lại cho anh em mình nghe. Thành ra là cũng nghe vậy thôi, chứ đừng có nói là ông Tư ông khoe này kia, không có đâu, cái đó nói thiệt, cái đó là sự thật là vậy đó. Bữa nào hỏi ông Điền Minh coi, mà ông có nói chưa bao giờ, tôi nói ông già này chưa ai liều mạng hơn, đi vượt biên mà không có một cái dầm, không có một cái đèn pin, không có gì hết trơn, trời ơi thiệt tình, quá liều mạng luôn, hết sảy. Ok rồi, xin bây giờ tới bây giờ bên tôi là 12:30 rồi. Xin phép quý vị cho tôi được đi nghỉ ha. Xin cảm ơn tất cả chư quý đồng đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nghĩ việc đời xưa gặm việc nay, ai người tri kỷ, ai là ai, tài sanh chọn lựa trang hiền thao, thực tình tâm trung sẽ vẹn mài, vẹn mài mới đẹp, đẹp tiên gia trong tổ thơm tho, phước hải hà tịch mịch quyền sâu, ai hiểu đặng, ấy là thô tích sĩ cuồng ca. Cuồng ca nẻo đạo chốn quyền thâm, nghĩ việc xa xa ruột tim bầm, đau đớn cho đời ôi thảm họa, mạch sầu có miệng lại giường câm. Giường câm khó nói còn e, thiện tỉnh thờ ơ nỗi dục rè. Tiếng đồng bên tường nghe vặn vặn, sức hèn như châu trong ngàn xe. Ngàn xe muốn nghiến châu còn bay, nước tung tìm phương chống kẻ tài. Rốt cuộc tương lai do quyết định, phương trời xa thầm nằm quyền quay. Quyền quay thế hệ cực ta mang, luân chuyển nhân sanh lắm cuộc nan. Ơi hỡi dân lành ta sẽ đợi, đảo người sửa trọn dứt lầm than. Lầm than khói lửa với binh đao, âu a lung tung nhuộm máu đào. Ba tanh sai xưa mùi phú quý, sau này sẽ vướng cảnh đồ lao.
đồ lao muôn lánh sớm nghe ta. Bồ thí trì chay giữ giới mà Phật đạo trao dồi tâm tánh lại giác thuyền chuyện chở lúc càng qua. Càng qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, hoàng cầu đến đó âm cùng nó. Cùng nó bốn biển một cha thôi, bỏ dứt thói hư với tật tội. Trên có Phật trời soi việc thế, dưới đây cơm áo lão về ngôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.